là những người làm chủ đại dương. Did they swim? Thì tôi biểu diễn lặn ra đây lặn cho mấy bạn coi. Hơi lặn ha. Đi ra đây lặn. Đây nước chảy. Diving. Diving. Đó, nó lặn đó. Kêu nó lặn nó mới lặn nha. Tiếp tục diving. Titi, diving. Diving Titi. Anh chị. Ui giời. Titi nó lặn hay lắm ấy nha. Nó bơi thì dở mà nó lặn thì ghê hồn. Bơi thua phến này nữa ha, phến này ha. Mà lặn ghê quá. Phến này chịu thua cái độ lặn. Độ lặn Titi chỉ thua Ti Un một chút xíu thôi. Đúng không Titi? Trời ơi. Mình sống trong thiên nhiên như vậy. Sướng không mọi người? Tại sao mình đô thị hóa làm chi vậy ta? Hai chàng tiên cá Ti Un sống trong tự nhiên mà nó cũng kiếm chuyện với Ti Un nữa à. Trời ơi. Đó, mấy bạn cuốn ra bơi với Ti Ti nè. Funny, come here. Trời ơi, có bơi đó. Mấy anh em bơi với nhau đó. Đó, cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên là như vậy nha các bạn. Đây là cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên. Ai có được nó thì có được sự tận hưởng cao cấp nhất của đời người. Bơi lội tiên cá thì là cách dễ dàng nhất để có được điều này. Và ai có thể dạy bạn bơi lội tiên cá ở Việt Nam ngoài chàng tiên cá Ti Un biết tất cả chứ hả? Đúng không Ti Ti? Không biết tất cả thì làm sao rái cá Ti Ti có đi theo Ti Un được, đúng không? Hay da. Mọi thứ đều quá là tuyệt. Anh em chúng ta đã thay đổi được đất nước rồi. Và nhờ các vị Bồ Tát tiếp theo làm những hành động ý nghĩa hơn nữa để Việt Nam trở thành một nơi tốt đẹp cho tất cả muôn loài, thì không uổng phí chúng ta là con rồng cháu tiên. Ha ha ha. Ừ, nó giỡn với tôi đó. Nó giỡn với tôi như vậy đó các bạn. Các bạn đừng thải chất độc hại xuống biển nha, xuống sông nha. Tụi tôi sẽ chết đó, bởi vì tụi tôi không có chịu được những chất độc kim loại nặng ở dưới nước đâu quý vị ơi. Tụi con cũng muốn giỡn với Ti Un hả? Ra đây giỡn với Ti Ti nè, đó. Đó, thấy Ti Ti nó lặn chưa? Đó. Anh em tụi mình như vậy đấy các bạn à. Ti Ti, come here. Ti Ti, ra đây. Ti Ti khiêu khích mấy bạn cuốn. Na. Cat my head. Yeah.
Ai... Tôi không muốn nói nhiều với con người nữa đâu Ti Ti à. Sau khi nhà nước ra chính sách bảo vệ đại dương rồi thì không còn gì tôi để nói nữa. Tôi đã xong nhiệm vụ luôn rồi. Mất đi tất cả nhưng tôi có được tình yêu thương của thiên nhiên và động vật, vậy là đủ rồi. Yes. Nó giỡn với tôi kìa, nó giỡn với tôi kìa mọi người. Trời ơi, tôi sống trong rừng mà mọi người. Tôi đâu có nuôi rác cá làm thuốc cưng đâu các bạn. Nói làm sao vậy? Các bạn nói làm sao vậy? Các bạn nói làm sao? Thằng Ti Ti bây giờ nó giả làm cá sấu, nó cắn tôi dưới nước kìa mọi người. Nó chơi bắt tôi dưới nước kìa. Ôi nó túm tôi kìa mọi người. Ôi trời ơi. Trời ơi nó bắt tôi kìa. Nó thấy tôi bơi chậm hơn nó rồi kìa. Nó rượt theo tôi kìa. Ôi nó bơi nhanh dữ vậy trời. Ti Ti nó bơi nhanh quá rồi. Nó lặn muốn bằng tiên cá Ti Un luôn rồi. Đây lặn sâu nè. Trời ơi Hinh ơi, con vô tới đó luôn rồi hả? Ui dao. Tất cả những điều tốt đẹp này xin dành tặng cho các bạn đó. Đây là cuộc sống chân thật của Ti Un. Những ai nói xấu Ti Un, Ti Un không buồn vì các bạn, chỉ làm tôi thêm mạnh mẽ. Các bạn muốn được như Ti Un thì hãy sống với thiên nhiên và động vật, thì hãy trở thành tiên cá. Đừng ganh tị Ti Un bằng cách nói xấu Ti Un, vô ích thôi. Bởi vì Ti Un tự tại trong biển khổ được, nhưng các bạn thì chưa. Các bạn sẽ rất là phiền não. Phiền não nếu không sống hòa hợp với thiên nhiên và động vật.